Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin dịch cúm Vũ Hán, thế giới khủng hoảng, cứu trợ tiền bạc bao nhiêu cho đủ. Tại Hoa Kỳ, biện pháp chống cự cấp bách đối phó với tốc độ siêu lây lan của cúm Vũ Hán là cách ly xã hội và phong tỏa hàng trăm triệu người dân cùng với tăng cường năng lực điều trị bệnh nhân trước khi có vaccine phòng bệnh được đưa ra. Tuy nhiên, việc cứu trợ bằng cách trao tiền mặt cho hàng trăm triệu người dân cùng với sự ngưng trệ hàng loạt các hoạt động kinh doanh sẽ gây ra những tổn hại làm nên cơn suy thoái kinh tế khó tránh khỏi đối với Hoa Kỳ và hệ lụy sẽ kéo theo cả thế giới cũng bị khủng hoảng theo và trong đó chắc chắn có cả Việt Nam. Các gói cứu trợ khổng lồ hàng ngàn tỷ đô la liệu có giúp cho Hoa Kỳ chống chọi với dịch cúm và cứu vãn sự sụp đổ của nền kinh tế hay không? Sự chi tiêu và phân bổ như thế nào cho hợp lý và hiệu quả? Đây là một câu hỏi đặt ra. Và dựa trên góc nhìn của tiến sĩ Phạm Đỗ Chí ở Florida, Hoa Kỳ, người từng làm tư vấn cho Tổng thống, Tổng bí thư của Lào và Tổng thống Togo chia sẻ trên mạng và truyền thông xã hội. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành gói cứu trợ kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la, gói kích thích kinh tế cứu trợ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bà Christiania, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, đã tuyên bố vào hôm thứ Sáu ở Washington DC rằng vào ngày hôm 27 tháng 3, kinh tế thế giới đã vào cơ suy thoái và hiện có 81 quốc gia đang cần cứu trợ khẩn cấp, cứu trợ tài chính và định chế quốc tế quan trọng này. Như vậy là chính thức là kinh tế thế giới đã vào cơn suy thoái. Bà thêm rằng IMF đã sẵn sàng can thiệp với một gói tài chính là 1.000 tỷ đô la để cứu trợ các nước hội viên ứng phó với hiểm họa suy thoái đó xuất phát từ cơn đại dịch cúm Vũ Hán. Lời xác nhận trên cho thấy cơn đại dịch cúm Vũ Hán đã đưa đến cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu và vai trò quan trọng có thể gọi tới sự can thiệp của hai định chế tài chính quốc tế lớn nhất là IMF và World Bank, tức là Ngân hàng Thế giới. Nhưng điều quan trọng phải nói ngay là IMF và World Bank không thể dùng khả năng tài chính khổng lồ của mình để cung ứng gói cứu trợ tài chính thông thường, đi kèm các biện pháp kinh tế kích cầu theo mô hình của Hoa Kỳ và Anh Quốc để chống suy thoái mới đây. Sống tại Hoa Kỳ, theo nhận định của tiến sĩ cho biết, nhận thấy rằng đành rằng có một phần lớn gói cứu trợ dùng để trợ cấp cho các cá nhân qua cơn khủng hoảng vì mất việc làm và các doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, phải dính vào nợ nần. Nhưng nhận xét kỹ, có thể thấy ngay rằng đồng đô la hay đồng bảng vứt vào đời sống kinh tế hàng ngày chưa chắc đã có hiệu quả ngăn chặn được cúm Vũ Hán quái ác hoành hành không ngừng nghỉ và gây ra bệnh tật và thương vong tăng thêm cấp số nhân hàng tuần như hiện nay. Và việc Hoa Kỳ và các nước Tây Âu ra lệnh phong tỏa và cách ly chính là nguyên nhân gây ra tê liệt sự đi lại các hoạt động kinh tế. Đây là bảng thống kê vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 cho thấy đã vượt mức 800.000 ca nhiễm cúm Vũ Hán và gần 40.000 người chết. Riêng tại Hoa Kỳ đã có 175.000 ca nhiễm và 3.400 ca bị tử vong. Mặc dù số ca hồi phục ở Hoa Kỳ khá ấn tượng là 3.539 ca. Không ngăn chặn được cơn dịch hiệu quả thì nền kinh tế càng đi sâu vào suy thoái tiếp và sẽ nặng thêm. Do đó, đã có dự đoán cho rằng với đà tăng trưởng lây nhiễm khủng khiếp của dịch bệnh ở Mỹ, gói cứu trợ khổng lồ 2.200 tỷ đô la chỉ là bước đầu. Hoa Kỳ còn cần thêm các gói vài ngàn tỷ kế tiếp trong vài tháng tới. Nhìn lại nhanh các thời điểm chính của cơn dịch Vũ Hán, Trung Quốc đã để lỡ cơ hội phòng chống quy mô cơn dịch từ khoảng đầu tháng 12 năm 2019 xuất phát từ Vũ Hán. Và đã chịu hậu quả nặng nề cơn đại dịch bùng phát ở Trung Quốc và kéo theo sự phong tỏa đi lại của từ 600 đến 700 triệu người dân, đa số ở các tỉnh lớn. Sau đó là sự sụp đổ của toàn nền kinh tế và cho đến nay hậu quả không lường hết. Hoa Kỳ đã quá chủ quan và nhận định sai tình hình ngay từ ban đầu. Bài học từ Trung Quốc và các lời tuyên bố xem nhẹ lúc bắt đầu cơn dịch và nêu lên cho thấy đến tháng 11 năm 2020 đã bị cô lập lại bởi chính quyền Hoa Kỳ. Từ cuối tháng 1 năm 2020, lúc có bệnh nhân lây nhiễm đầu tiên ở bang Washington,
bên bờ vực Tây nước Mỹ. Và bên bờ Đông, chính phủ trung ương liên bang đã nhận định sai tình hình trong suốt 5-6 tuần do thiếu các phương tiện xét nghiệm trên cả nước để không thể biết cơn lây nhiễm đã lan rất rộng và không kịp ra lệnh phong tỏa kịp thời. Đây là hình ảnh tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ với 1.000 giường bệnh đã tới Newark. Từ đầu tháng 3, lúc có thêm các dụng cụ xét nghiệm, cũng là lúc nắm bắt được thực trạng của cơn đại dịch thì lại thành quá muộn để ngăn chặn hiệu quả cơn lây lan đó. Từ thiếu dụng cụ xét nghiệm, tình trạng vỡ trận ở vài tiểu bang lớn của Hoa Kỳ, nhất là bang New York và điển hình là thành phố New York, đã cho thấy Hoa Kỳ đang thiếu toàn diện các thứ bao gồm dụng cụ bảo hộ như khẩu trang và quần áo phòng bị thích hợp cho nhân viên y tế, các trung tâm xét nghiệm, các dụng cụ xét nghiệm nhanh, các nhà thương hay khu chữa bệnh cúm Vũ Hán chuyên biệt, các máy thở và nhất là thuốc chữa trị vẫn còn đang trong thời kỳ thử nghiệm thô sơ. Chưa nói gì đến các thuốc chủng ngừa, tức là vaccine, còn cần từ 12 đến 18 tháng nữa mới cho kết quả khoa học chính thức được xác nhận đầu tiên. Nay đại dịch đã hoành hành thành đại họa ở Mỹ, suy thoái kinh tế Hoa Kỳ có thể trở thành đại suy thoái cho cả thế giới. Và cơn dịch cúm sẽ lan ngược ra khắp nơi trên thế giới nếu Hoa Kỳ không có cách và không có chính sách chữa trị quyết liệt và nhất là hiệu quả trong vài tháng tới đây. Và đó là lý do thị trường chứng khoán sụp đổ tan tành mà người viết chưa muốn nhắc tới trong bài này. Tiến sĩ Phạm Hữu Chí đã nêu quan điểm của mình như vậy. Ông đặc biệt nhấn mạnh hai giải pháp lựa chọn lúc này cho nước Mỹ. Đây là hình ảnh một con đường phố ở New York trở nên hoang vắng vì đại dịch cúm Vũ Hán. Giải pháp thứ nhất, một là chính phủ trung ương phải dùng tới các người chỉ huy phải là những chuyên gia y tế nhiều kinh nghiệm về bệnh truyền nhiễm và trao quyền cho các thống đốc phối hợp trong từng tiểu bang, thống nhất các việc như tuyên bố phong tỏa, lập nhà thương hay khu điều trị chuyên biệt, đặt mua khẩu trang loại tốt và các dụng cụ phòng hộ cho nhân viên y tế, lập khu xét nghiệm và đặt thêm thật nhiều dụng cụ xét nghiệm từ khu vực tư nhân trong nước, thay vì chỉ làm bởi CDC và nhất là nhập cảng ngay lập tức từ nước ngoài, Hàn Quốc, Nhật Bản, những thứ này. Còn về chữa trị sẽ dần dần chế tạo thêm máy thở và lập kho thuốc dự trữ chiến lược cùng vài thứ đã dùng có hiệu quả bên châu Á như tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Điểm thứ hai là chính phủ trung ương chỉ đưa ra các chiến lược tổng quát, trao quyền rộng rãi cho các tiểu bang thực hiện các kế hoạch chống dịch chi tiết nêu trên và nhất là lên tiếng kêu gọi các tổ chức từ thiện tư nhân lớn hay các đóng góp tư nhân tài trợ cho chương trình chống dịch ở từng tiểu bang. Người viết nghiêng về đề nghị này vì còn có thể huy động nhiều sáng kiến tư nhân và các đóng góp tài chính tự nguyện rộng rãi trong sự tổ chức phân quyền rộng rãi thích hợp với các điều kiện địa phương vì thời gian đã quá gấp rút. Tiến sĩ Phạm Hữu Chính phân tích như vậy. Và các giải pháp chống dịch yêu cầu phải kết hợp, kết nối với cả thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Đây là hình ảnh một trong 50.000 máy thở sẽ được hãng xe Ford của Mỹ sản xuất thần tốc trong vòng chỉ khoảng 100 ngày. Trong chiến dịch này, IMF và World Bank là Ngân hàng Thế giới còn giúp được hay chính quyền, chính các cường quốc như Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản có phương tiện ngăn chặn được cơn đại dịch hơn nhờ phân công trong các nước hội viên tổ chức sản xuất và phân phối các dụng cụ phòng chữa bệnh hay thuốc chủng ngừa. IMF sẽ giữ vai trò cung cấp và tư vấn tài chính và Ngân hàng Thế giới ngoài cung cấp tài chính cho các nước đang phát triển còn có thể tư vấn và giám sát kỹ thuật. IMF và Ngân hàng Thế giới có thể cung cấp tài chính và phối hợp với các nước trong nhóm OECD để tổ chức việc sản xuất và phân phối các dụng cụ thuốc men liên hệ đến việc chống dịch, bao gồm những việc chính như sau. Thứ nhất là thiết lập một tổ chức nhỏ quốc tế mới để thiết lập và thanh sát các việc sau được giao cho các nước chuyên biệt. Sản xuất khẩu trang, y phục phòng hộ và nước tẩy trùng có thể làm Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, trong đó gồm Việt Nam, vốn có giá lao động rất thấp. Sản xuất các dụng cụ xét nghiệm thì có thể làm tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã có kinh nghiệm và trình độ khoa học cao. Và sản xuất máy thở
thì có thể làm tại Nhật, Mỹ và các nước Tây Âu. Và nghiên cứu thêm và sản xuất vài thứ thuốc chữa trị sẵn có như ở Pháp, ở Mỹ. Và nghiên cứu và sản xuất các thứ vaccine trong vòng từ 12 đến 18 tháng thì gồm có Mỹ, Nhật, Tây Âu và Trung Quốc. Và các hoạt động này sẽ tạo ra một nền kinh tế y tế mới hỗ trợ cho tất cả các nước tham gia vừa chống dịch bệnh vừa tạo công ăn việc làm, thúc đẩy xuất khẩu cho các nước tham gia. Đây là hình ảnh cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế tại Bali, Indonesia đã từng diễn ra. Bệnh tật, tử vong và tâm lý xấu là những vấn đề và vấn nạn cần được giải quyết. Sự can thiệp sắp tới của IMF và Ngân hàng Thế giới nếu có, các biện pháp tiền tệ và tài khoá kiểu của Mỹ và Anh không thể đáp ứng các tình hình bệnh tật và tâm lý đang làm tê liệt mọi nền kinh tế trên thế giới. IMF dù có nghìn tỷ đô không thể gửi phái đoàn đi giải cứu 81 nước cùng một lúc và đưa ra các biện pháp mong tối ưu, mong mỏi, vì điều quan trọng là liệu pháp cần thiết giúp các nước hội viên chặn sớm được cơn dịch Vũ Hán. Tất cả phải tùy theo đầu tàu là Mỹ và Tây Âu chặn được bệnh và tái lập được sinh hoạt kinh tế để tái tạo mức tổng cầu cho các nước trên thế giới và trong giai đoạn phục hồi. Đó mới là sự kích thích thật sự trong tương lai. Còn chính sách kích cầu của IMF lúc này không làm được gì cho 81 nước đó. Tiền của IMF và World Bank là Ngân hàng Thế giới, nếu có đủ chỉ là cứu trợ khẩn cấp và tạm thời, chứ không thể kích thích các nền kinh tế, nên các giải pháp khác nữa như nêu trên mới có thể góp phần giúp thế giới chống lại dịch bệnh và tạo nền tảng cho các hợp tác toàn cầu về sau. Khi nhân loại đối mặt với các thách thức khác thì điều này rất cần thiết. Tiến sĩ Phạm Hữu Chí đã đưa ra kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa.